Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hồ Đa Nhiêm xả lũ gây ngập lụt trầm trọng. Bắt hai đối tượng mua bán chị gái mình sang Trung Quốc. Việt Nam sử dụng kỹ thuật chẩn đoán nhanh để phát hiện virus Zika. Thưa quý vị, trong 2 ngày, ngày 3 và ngày 4 tháng 11, công ty cổ phần thủy điện Đa Nhiêm Hàm Thuận Dami đã tiến hành xả lũ và lưu lượng xả liên tục tăng cao theo từng giờ. Điều này đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Hàng ngàn hecta rau màu dọc sông Đa Nhiêm bị ngập lụt và lũ cuốn trôi, trong đó có nhiều diện tích nhà lưới, nhà kính. Riêng ở thị trấn Đờ Ran đã có 30 nhà bị ngập. Nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại về người và tài sản, lãnh đạo huyện Đơn Dương đã trực tiếp đến kiểm tra ở những khu vực trọng điểm và yêu cầu không cho người và phương tiện lưu thông qua các cầu Ca Đô, cầu Châu Sơn, xã Lạc Xuân, cầu Ông Thiều, xã Tu Tra. Công an huyện Đơn Dương cũng đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia giúp dân di dời người và đồ đạc đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài gây ngập cao đã khiến cho hai buôn Chư Ma Huét và Chư Ma Út, xã Ia Prai, huyện Lapa, tỉnh Gia Lai đã bị cô lập hoàn toàn. Đến chiều 3 tháng 11, mực nước đã rút đi tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ di dời toàn bộ 208 hộ dân của hai buôn đến nơi an toàn. Hai buôn Chư Ma Huét và Chư Ma Út nằm ở khu vực trũng nhất của xã Ia Prai. Do vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền địa phương đã túc trực và ngăn không cho bà con trở về buôn. Còn tại thị xã Iunpa, lượng mưa đo được trong ngày 3 tháng 11 là 118,6mm, cao so với chiều năm trở lại đây. Việc xả lũ của thủy điện An Khê Kana kết hợp với tình hình mưa lớn trên địa bàn thị xã, bà đầu nguồn suối Ia Po và suối Ia Ihao đã gây lũ mới xuất hiện. Thì trước cái tình hình như vậy thì Ủy ban dân huyện cũng đã có cái chủ động, trước đây cũng đã có cái kế hoạch phân công các cái ban ngành là trực tiếp xuống xã, thị trấn để mà triển khai cái công tác phòng chống lũ lụt. Theo hạt quản lý giao thông Aiunpa, công việc dọn dẹp tại đây đã được triển khai từ 5 giờ sáng nay, đã có hơn 60 chuyến xe chở đất đá đi đổ nơi khác. Với diễn biến thời tiết vẫn mưa như hiện nay, nguy cơ sạt lở rất cao, rất nguy hiểm cho người đi đường vào ban đêm. Do đó, việc di dời người dân đến nơi an toàn là rất cần thiết. Ngày 4 tháng 11, lũ trên sông Cái, tỉnh Khánh Hòa lên nhanh đã khiến cầu gỗ Phú Kiển, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang sập gần như toàn bộ. Nước lũ cũng chia cắt nhiều nơi, người dân phải thuê thuyền để vào nhà. Sáng ngày 4 tháng 11, mưa lớn đã làm sạt lở 11 điểm ở tuyến đường Khánh Lê - Lâm Đồng, khiến giao thông tê liệt, trong đó có 4 vị trí km 39, 43, 46, 60 sạt lở nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đang giải phóng nhưng khó có thể thông đường trong ngày vì mưa lớn. Huyện đã di dời hàng chục hộ dân khỏi các điểm sạt lở ngập nước đến nơi an toàn. Thống kê ban đầu thiệt hại hơn 40 hecta hoa màu. Trưa ngày 3 tháng 11, lực lượng chức năng đã vớt được 4 ngư dân trên tàu cá ký hiệu 03033TS của ông Trần Ngọc Ký, phường Vĩnh Phước, bị nước lũ đánh chìm trên cửa sông Cái. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn đã có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra các hồ nước, điều tiết nước đảm bảo an toàn hạ du, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn, rào chắn, cấm biển các công trình. Thưa quý vị, sau hơn 10 tháng triển khai thử nghiệm, chiều ngày 3 tháng 11 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT Vinaphone thuộc tập đoàn VNPT đã trở thành mạng di động đầu tiên chính thức khai trương dịch vụ 4G tại Việt Nam. Tại thời điểm cung cấp chính thức, tốc độ truy cập Internet trung bình của Vinaphone 4G đạt từ 50 đến 80 Mbit trên giây, cao hơn 7 đến 10 lần so với 3G. Tốc độ truy cập Internet tối đa có thể đạt tới 300 Mbit trên giây. Với tốc độ này, người dùng có thể download, upload, livestream, chơi game được tối ưu với độ trễ giảm từ 1 đến 3 lần so với hiện nay. Theo kế hoạch, trong quý 1/2017, nhà mạng này sẽ lắp đặt đồng bộ hơn 10.000 trạm 4G trên toàn quốc, đưa tỷ lệ phủ sóng tại một số tỉnh, thành phố lớn đạt 100%. Sau Phú Quốc, VNPT Vinaphone cũng dự kiến sẽ triển khai tiếp đến các tỉnh thành khác với khoảng 21.000 trạm 4G và đảm bảo vùng phủ sóng rộng khắp. Lần đầu tiên, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức ngày hội để tôn vinh hoa mai anh đào Đà Lạt, loài hoa đặc trưng của phố núi. Ngày hội được tổ chức trong 3 ngày, dự kiến vào khoảng giữa tháng 1 năm 2017, khi loài hoa này vào mùa nở rộ. Tại trung tâm thành phố Đà Lạt hiện có hàng nghìn cây mai anh đào đang ở thời kỳ cho ra hoa đẹp nhất, tập trung nhiều trên đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Lê Hồng Phong, trong khuôn viên của rất nhiều căn biệt thự và nhà dân khắp thành phố.
Ngoài ra, tại khu du lịch Hồ Tuyền Lâm có khoảng 25 hectare hoa mai anh đào được trồng theo các tuyến đường quanh hồ và trong khuôn viên các khách sạn với khoảng 10.000 cây. Nội dung của ngày hội hoa mai anh đào Đà Lạt gồm lễ khai mạc và trồng lưu niệm cây hoa mai anh đào, chương trình tham quan các không gian hoa mai anh đào, du lịch khám phá Hồ Tuyền Lâm, triển lãm ảnh nghệ thuật hoa mai anh đào, hội hóa trang đêm ánh sáng, ngày hội ẩm thực du thuyền. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 3 tháng 11 cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng La Văn Dũng và Lại Văn Tuấn cùng trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về hành vi đưa người sang Trung Quốc bán. Điều đáng nói là nạn nhân chính là chị ruột của đối tượng Dũng. Tại cơ quan điều tra, Lại Văn Tuấn khai nhận quá trình làm việc bên Trung Quốc, Tuấn có quen với một người phụ nữ người Việt Nam tên Khầm, sinh năm 1990. Khầm đặt vấn đề với Tuấn về tìm con gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc lấy chồng, sẽ trả công cho Tuấn 3.000 nhân dân tệ một người. Do có quen từ trước và biết Dũng là đối tượng nghiện ngập đang bị đòi nợ, về Việt Nam chơi, Tuấn gạ Dũng đem chị gái của Dũng bị thiểu năng trí tuệ bán sang Trung Quốc và hứa cho Dũng 50 triệu để trả nợ. Dũng đã đồng ý rồi cùng Tuấn dụ chị gái đi chơi nhưng với mục đích đem bán. Sau đó, người nhà nạn nhân phát hiện báo công an. Khẩn trương xác minh, công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện hai đối tượng đang đưa nạn nhân đi trên xe khách biển kiểm soát 20B00270 từ Thái Nguyên đi Lạng Sơn. Khi đến xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác đã ngay lập tức bắt giữ đối tượng, giải cứu bị hại đưa về gia đình. Ngày 3 tháng 11, tại khu vực biên giới thuộc khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đồn biên phòng Hải Hòa phát hiện bắt giữ hai đối tượng là Nô Văn Đài và Nguyễn Bá Hạnh, cùng sinh năm 1994 ở Móng Cái, thu giữ một ba lô trong có chứa 5kg ma túy dạng đá. Hai đối tượng đã khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Trung Quốc về Việt Nam cho một đối tượng để lấy tiền công 10 triệu đồng. Đây là một trong những chuyên án lớn của bộ đội biên phòng Hải Hòa trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy dịp cuối năm 2016. Ngày 4 tháng 11, Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên trộm tài sản của các lái xe đường dài trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh. Trước đó vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 vừa qua, lực lượng chức năng huyện đã bắt quả tang hai đối tượng là Đỗ Đức Duy, trú phường 9 và Phạm Phú Quốc, trú phường 2, thành phố Tuy Hòa, đang thực hiện hành vi trộm tài sản của một xe tải. Bằng thủ đoạn hết sức chuyên nghiệp, sau khi phát hiện và tiếp cận con mồi, hai đối tượng này quấn băng keo hai mặt vào cần câu cá, sau đó thò vào cabin xe để câu điện thoại tài sản. Có trường hợp lái xe mắc võng ngủ dưới cầm xe, các đối tượng dùng dao đâm đọc túi để lấy điện thoại ví tiền. Nếu bị lộ và truy đuổi, các đối tượng sẽ dùng bình xịt hơi cay hoặc sử dụng loại đèn pin có chức năng như bột dùi cui điện để chống trả tẩu thoát. Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của các lái xe. Hiện vụ án đang được công an huyện Tuy An tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi, trú tại khu 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra hành chính quán cà phê Tình Cờ có địa chỉ tại khu 4, phường Phú Lợi phát hiện tại đây có hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Tại cơ quan công an, Hương, chủ quán cà phê này khai nhận đã mở quán cà phê được gần một tháng. Hàng ngày ngoài bán cà phê, Hương còn cho nhân viên kích dục và bán dâm cho khách. Mỗi lần kích dục và bán dâm, nhân viên lấy của khách từ 150.000 đến 300.000 và đưa lại cho Hương 60.000. Vào khoảng 17 giờ 30 chiều ngày 3 tháng 11, trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn khiến cho một người đàn ông tử vong tại chỗ. Theo đó, xe máy mang biển kiểm soát 61E127511 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính lưu thông theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về Đồng Nai với tốc độ nhanh. Khi xe lưu thông đến địa phận thuộc khu phố Bình Quế, phường Bình Chuẩn, do phóng nhanh không làm chủ được tốc độ, đã tông vào hông xe du lịch mang biển kiểm soát 61LD01762 do Trần Minh Hải, 40 tuổi, quê Bình Phước, đang cho xe rẽ sang đường. Không dừng lại ở đó, xe máy này tiếp tục lao về phía trước tông vào xe máy biển kiểm soát 67B159380 do Nguyễn Văn Nhiễm, sinh năm 1973, quê An Giang, đang đứng chờ sang đường khiến ông Nhiễm tử vong tại chỗ. Hai xe máy và một ô tô bị hư hỏng nhẹ. Tiểu mục vấn đề hôm nay sẽ chuyển đến quý vị một tin vui đối với ngành y tế dự phòng Việt Nam. Đó là nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, chúng ta đã đưa vào sử dụng kỹ thuật chẩn đoán nhanh virus Zika, giúp phát hiện nhanh và chính xác căn bệnh vốn đang gia tăng đáng kể này. Mẫu bệnh phẩm được đưa vào xét nghiệm sau khoảng 4 giờ đồng hồ sẽ cho kết quả bệnh nhân có nhiễm virus Zika hay không. Đặc biệt là không chỉ xét nghiệm được virus Zika, kỹ thuật hiện đại này còn xét nghiệm được thêm hai loại virus khác là sốt xuất huyết và chikungunya, cũng chỉ trong 4 giờ đồng hồ và một lần xét nghiệm là có thể phát hiện các loại bệnh. Thì cái bộ sinh phẩm này thì cùng một lúc phát hiện được cả ba tác nhân. Trước đây thì nếu mà
để chẩn đoán từng tác nhân một thì mỗi một tác nhân là mất khoảng 4 tiếng. Và nếu mà tổng thời gian thì nếu mà làm rời thì khoảng mất khoảng gần một ngày. Nhưng mà hiện tại thì là cái sinh phẩm này cho ta thời gian khoảng từ 3 đến 4 tiếng đã có kết quả trả lời ngay cho bệnh nhân đáp ứng trong phòng chống dịch. Hiện nay kỹ thuật chẩn đoán nhanh 3 trong 1 này đang được sử dụng tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Vì bệnh cảnh lâm sàng của ba bệnh Zika, sốt xuất huyết và Chikungunya gần giống nhau nên các bác sĩ rất dễ nhầm lẫn. Việc ứng dụng kỹ thuật trong bối cảnh dịch Zika bùng phát song hành cùng sốt xuất huyết được các chuyên gia đánh giá là một công ba việc. Thì theo chúng tôi hiện nay thì cũng chưa đến mức độ như là Singapore. Và ngoài ra Singapore thì cái điều kiện nó hơi khác ở Việt Nam bởi vì họ sống tập trung ở một cái khu vực có diện tích nhỏ cho nên cái sự lây truyền nó tương đối nhanh. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng phát hiện một vài ca bệnh, tuy nhiên đều nằm ở các cái khu vực nó cách xa nhau, miền Trung, miền Nam vân vân. Tuy nhiên chúng ta cũng không vì thế mà chủ quan. Việt Nam đang ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất trong xét nghiệm chẩn đoán virus Zika. Trong cuộc chiến với dịch bệnh, chúng ta luôn có sự sát cánh của bạn bè quốc tế như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh Quốc. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Mưa lớn ngập nhiều nơi, sạt lở nhà, cuốn trôi xe máy ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sống sót kỳ diệu sau 4 ngày không ăn, bị lạc trong rừng. Thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn tại trại bò sữa xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.